với mong muốn tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, mới lạ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế đến với du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. Phiên chợ đêm đã được địa phương tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong khung cảnh thiên nhiên hiền hòa, thơ mộng bên chiếc cầu mái ngói cổ kính, đến với chợ đêm, du khách như được trở về cuộc sống thường nhật của người dân vùng nông thôn. Ngoài tham gia các hoạt động trải nghiệm như xe lúa, giã gạo, chăm nón, cất rỡ, đi cầu khỉ, chèo thuyền trên sông, du khách còn khám phá những trò chơi dân gian truyền thống, nhất là hội bài chòi. Em về đây thì chơi để trải nghiệm tất cả các trò chơi dân gian ở đây. Và đặc biệt là bài chòi cũng để một là một trò chơi lâu đời để lại và cũng cảm thấy là khá thú vị. Bên cạnh sự phong phú về các hoạt động, thì không gian các tuyến đường đi bộ dọc hai bên bờ sông Nhĩ, khu vực cầu ngói, nhà nông cụ được trang trí đẹp mắt, trở thành điểm dừng chân cho nhiều người dân và du khách lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Đặc biệt, đến với phiên chợ đêm, du khách không chỉ được tham quan mua sắm các sản phẩm của địa phương, mà còn có thể thưởng thức các món ăn dân dã đồng quê. Đi về phiên chợ đêm còn quá thân toàn, vì thấy khung cảnh rất là yên bình, và thấy nhớ lại giống như những kỷ niệm ngày xưa, và mình đã từng thấy, nhưng mà thấy những cái thôn quê và hiền hòa như đi, thì hôm nay chị đi chợ đây, chị thấy là khung cảnh thấy rau rừng sạch sẽ, mà bán gì ưa ý. Chị mua mấy bò rau về thôi. Em đã từng đến đây rất là nhiều lần, nhưng mà hôm nay thì em cảm thấy rất là đặc biệt, bởi vì em đánh giá luôn về các nét đẹp truyền thống văn hóa của người dân ở đây, đặc biệt là người dân ở đây đã tổ chức những trò chơi rất là phù hợp với lứa trẻ tụi em, và đặc biệt là món ăn ở đây là rất là ngon và đậm chất là quê hương. Theo thống kê, lượng khách đến với Cầu Ngói Thanh Toàn tăng dần qua các năm, đặc biệt là tại các kỳ festival. Đây là cơ sở để địa phương hiện thực hóa ý tưởng hình thành phiên chợ đêm tại Cầu Ngói Thanh Toàn với mong muốn trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, mới lạ, tạo tiền đề để phát triển du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn theo hướng bền vững. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện để quảng bá du lịch cộng đồng của Cầu Ngói Thanh Toàn, và tiến tới thì chúng tôi sẽ tổ chức hàng tháng, và để mà tổ chức được thì một cách là chuyên nghiệp hơn thì chúng tôi sẽ dựa trên cái sự góp ý của du khách cũng như là của người dân đến với Cầu Ngói Thanh Toàn. Thì khi mà một cái sản phẩm đã hoàn thiện thì chúng tôi sẽ là mạnh dạn để là tổ chức là hàng tuần. Được công nhận là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất của du lịch cộng đồng ASEAN, Cầu Ngói Thanh Toàn và cùng với phiên chợ đêm diễn ra vào ngày 16 âm lịch hàng tháng đã tạo thêm sự đa dạng cho du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng của địa phương, góp phần thúc đẩy du lịch ngày càng phát triển.